có một người bạn hàng xóm sang nói với em bảo là tao thấy nhà mày không bằng cái chuồng lợn nhà tao luôn. Thực sự lúc đấy em cảm thấy bản thân mình tồi tệ quá. Nếu như em biết là có bệnh như này từ trước ấy, em sẽ không lập gia đình để con không phải khổ. Một mình em khổ là được rồi. Đó là lời tâm sự của một người bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Đây cũng có thể là tiếng lòng của bất cứ người bệnh nào đang gặp phải những lo lắng, căng thẳng trong cuộc sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sức khỏe bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội. Nắm bắt được nhu cầu của người bệnh, trong thời gian qua, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã triển khai các hoạt động hỗ trợ tâm lý, tinh thần qua nhiều hình thức. Có những cái người bệnh thì mắc bệnh rất là nặng. Thì họ gặp một cái tin bệnh như thế, họ cũng có những cái tinh thần nó rất là bất ổn. Và nó có thể gây cho họ cái sự xáo trộn đầu tiên về tinh thần. Và cái điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng trong điều trị rất là nhiều. Em thì cũng chẳng chia sẻ được với ai. Giống như kiểu ví dụ bạn bè thì đến đây thì em cũng chỉ nói chuyện qua thì họ chỉ biết thấy thôi. Nên là những cái lúc mà như thế em thấy tủi thân lắm, hay khóc mà có khi em không tự chủ nữa khóc. Thế là con em sợ cũng bảo mẹ ơi mẹ sao vậy, mẹ đau ở đâu à, cũng có hỏi. Những cái lúc như thế em rất là thương con, em cũng biết là mình cần sống được để mà lo cho con không. Trong giai đoạn tháng 4, tháng 5 năm 2023, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Phòng Tham vấn Tâm lý miền Hải Đăng triển khai dự án Lắng nghe không phán xét, kết nối. Dự án này được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Khi mà dự án mà lắng nghe không phán xét kết nối được thực hiện ấy, thì chúng mình cũng hy vọng đây là một cái cơ hội tốt để cho những cái bệnh nhân họ có những cái bế tắc về mặt tinh thần, họ có những cái điều mà họ trăn trở, họ rất muốn nói ra nhưng mà họ không có cái người để được bày tỏ, để được chia sẻ, thì họ sẽ có những cái bạn có chuyên môn về tâm lý sẽ hỗ trợ lắng nghe cho họ với một cái tinh thần rất là cởi mở nhưng mà lại được bảo mật về mặt thông tin. Thì như thế họ rất là yên tâm và khi họ được nói ra thì họ được tháo gỡ và từ đấy thì đương nhiên là nó sẽ tốt hơn cho cuộc sống của họ cũng như là cho cái quá trình điều trị. Trong cái quá trình làm việc thì bọn em thường là sẽ trò chuyện với người bệnh, lắng nghe những cái chia sẻ và những cái mong muốn của họ, những cái điều mà họ muốn được nói ra ấy, thì bọn em sẽ là những cái người lắng nghe và có thể là cùng họ đưa ra những cái hướng giải quyết trong cái khả năng của họ. Đấy là những cái mà bọn em đang cố gắng để có thể làm được. Tham vấn tâm lý là hoạt động rất cần thiết trong chăm sóc người bệnh, giúp người bệnh ổn định về tinh thần cũng như góp phần hỗ trợ cho y bác sĩ thực hiện tốt chuyên môn để người bệnh được khỏe về thể chất, khỏe về tinh thần. Cái hoạt động tham vấn tâm lý nó là một cái hoạt động, nó thực sự là một cái hoạt động mà gần như là đơn giản nhưng mà nó lại hỗ trợ cho bệnh nhân rất là nhiều. Thực ra mà nói lần đầu tiên chia sẻ với một người lạ thì rất là hồi hộp và lo lắng. Cũng không biết là mình chia sẻ như thế thì có hữu ích gì. Nhưng mà khi mà mình được giải bày ra như thế mình cảm thấy là trong lòng nó nhẹ hơn, nhàng hơn và cảm thấy thoải mái hơn.